Trương Thị Lâm đang ốm, chị con có gửi con công đức một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát và bảo con xin nhà chùa làm cho chị con một lá sớ và số tiền ấy, nói là nhờ nhà chùa gửi vào Ngân hàng Địa Phủ Việt Nam ạ. Ôi dồi, chết rồi, tôi không biết là giảng cái này như thế nào đấy. Có một Phật tử hỏi rằng, Phật tử này là Trương Thị Dung hỏi rằng là bạch thầy là nói gì? Đầu tiên là hỏi là có Ngân hàng Địa Phủ không ạ? Có Ngân hàng Địa Phủ. Tôi khẳng định với các Phật tử chúng ta là có Ngân hàng Địa Phủ. Vì sao tôi khẳng định có Ngân hàng Địa Phủ? Vì dưới đó có gì? Có Thập Điện Diêm Vương. Nói nôm na là dưới đó gì? Cũng có hệ thống gì? Hệ thống chính trị, kinh tế, tài chính vân vân, như ở trên thế gian chúng ta này vậy. Các cụ ngày xưa nói gì? Trần sao thì gì? Thì âm vậy. Quay trần chúng ta có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức vân vân, thì ở dưới quay âm họ cũng có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức. Trong kinh Phật nói là có 10 vị Diêm Vương. Trong kinh Địa Tạng nói là có các vị Diêm Vương và các vị gì? Quỷ Vương và các vị tiểu quỷ cai quản ở dưới quái âm. Mà chắc chắn là họ gì? Họ cũng có gì? Có quốc gia thì đương nhiên phải có gì? Có hệ thống để quản lý cái đồng tiền, cái tiền tệ ở dưới đó. Có hệ thống gì? Quân đội, công an. Rồi cũng có gì? Bộ này ngành nọ. Cũng có gì? Có cấp thôn, cấp xã, rồi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương như chúng ta thôi vậy. Đó. Nó cũng có những cái hệ thống chính trị và quốc gia như thế. Cho nên đó, tôi khẳng định với Phật tử thì họ cũng có Ngân hàng Địa Phủ. Nhưng mà thôi, cái trường hợp này thầy khuyên là như này. Không nên là đem cái công đức hồi hướng cúng dường một pho tượng Địa Tạng là công đức vô lượng. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, chắc là công đức pho tượng Địa Tạng nhỏ. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đây là một cái đại nhân duyên. Trong kinh Phật đó, trong kinh Đức Phật, kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Người nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc là gì? Cung kính cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì công đức vô lượng. Nếu người đó đem công đức đó để cầu sinh gì? Cầu sinh lên trời á, thì được sinh gì? Hàng trăm lần, hàng nghìn lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. Thì lấy cái phúc đó để cầu sinh lên cõi trời Đau Lợi, chứ lấy cái phúc đó để gửi vào Ngân hàng Địa Phủ để làm gì? Chắc là muốn làm quan ở dưới Địa Phủ hay sao? Hay là muốn làm gì? Muốn làm đại gia dưới Địa Phủ hay sao? Muốn làm đại gia. Làm đại gia trên trời tốt hơn. Muốn làm đại gia ở cõi người chúng ta tốt hơn. Muốn làm quan thì làm quan ở cõi người tốt hơn. Mà muốn làm quan hơn nữa thì làm quan ở trên cõi trời tốt hơn. Mà muốn làm vua thì làm vua ở trên cõi gì? Cõi người tốt hơn. Hoặc làm vua tốt hơn nữa thì làm vua ở trên cõi trời tốt hơn. Trời có rất nhiều cõi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nguyên dục giới Đức Phật nói là chỉ có 4 cõi lớn, rồi trong 4 cõi lớn thì có rất nhiều các cõi trời nhỏ, cho nên có rất nhiều gì? Có rất nhiều ngai vàng các vị vua trên cõi trời để cho gì? Cho chúng ta chọn. Đây là nói về gì? Cõi dục giới. Còn cõi sắc giới thì nói tiệu chung thì có 18 cõi. Có 18 gì? 18 cõi, nhưng mà trong mỗi cái cõi lớn đó lại có rất nhiều các cõi nhỏ nữa. Còn vô sắc giới thì có 4 cõi. Không vô biên sức xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là gì? 4 cõi trời vô sắc giới. Trong 4 cõi trời vô sắc giới đó cũng có rất nhiều cõi nhỏ và có rất nhiều các vị vua ở trên đó. Nếu chúng ta chưa đủ phúc làm vua thì có thể làm thiên tử, làm thiên nữ, mà thậm chí làm gì? Làm một chúng chư thiên ở trên cõi trời, các cõi trời đó thì phúc báo cũng vô lượng. Làm gì mà phải đi hồi hướng phúc báo để vào gì? Gửi cái công đức đó vào trong gì? Ngân hàng Địa Phủ ở cõi âm ở Việt Nam để làm ma ở dưới cõi âm hay sao? Thế tùy duyên. Đấy, thì nếu vị này mà gì vẫn cứ muốn gửi, sau khi nghe bài giảng này mà cứ vẫn muốn gửi vào á, nói với chị xem, vẫn cứ muốn gửi vào Ngân hàng Địa Phủ dưới cõi âm á, thì pháp hội lần tới đây này, pháp hội Địa Tạng hoặc pháp hội Quan Âm tới đây này, lên viết lại câu hỏi trả lại chúng tôi, bảo bạch thầy, chị con là gì? Sau khi nghe được lời thầy giảng, Phật tử này nên gì? Nên cóp cái lời thầy giảng này cho chị nghe Nếu mà chị còn sống thì bệnh còn đang ốm nằm trên giường còn sống thì cho chị nghe. Nếu mà cụ mà chết rồi thì cũng đem gì thắp lấy 3 nén hương dâng lên trên ban thờ của cái bát hương của chị và khấn với chị rằng đây thầy Thịnh thầy trả lời câu hỏi cho chị ở đây. Thì bây giờ chị còn muốn gửi vào Ngân hàng Địa phủ Việt Nam hay là gửi lên gì Ngân hàng Cõi Trời để chị sinh lên, là lấy công đức phúc báo cúng dường một tôn tượng Địa Tạng đó để sinh lên Cõi Trời Đau Lợi? Thì chị nói, sống cũng nói mà chết cũng nói. Sống thì nói bằng miệng, chết thì sang tai. Mượn thân con cháu để nói, để làm tin, cho mượn khoảng độ 5 phút thôi. Kể xong rồi thì thôi, xong lại đi ra. Đó, nếu mà đây tôi lấy một cái ví dụ nữa là nếu mà chết rồi, có thể thì khấn như thế xong thì cho mượn thân và con cháu để khai khẩu cho nói khoảng độ 3 đến 5 phút. Sau đó thì viết câu hỏi lên, lần sau trả lời cho tôi. Và chị con thay đổi ý định rồi, không muốn gì, không muốn thầy gửi cái công đức cúng dường một pho tượng vào trong cái Ngân hàng Địa phủ Việt Nam nữa, mà muốn thay vào đó là gửi công đức gì cái công đức mà do cúng dường pho tượng đó lên Cõi Trời Đau Lợi hoặc lên Cõi Trời Phạm Thiên, hoặc là nhẫn đến là lên các cõi trời cao hơn nữa, mà thậm chí là gửi vào gì, gửi vào ngân hàng công đức của gì. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô